và hướng lên cho mình một cái tam hợp vẫn đang là những cái gì chiếm bụi rất là khó chịu đến từ Daddy King nhé. đã hồi lại chiều cuối nào các đội vân lao vào và thẳng chiều cuối nhà bóng ra cứ có W là chơi hít thôi thêm một cú thêm bảng ngàn cân nữa và sát thương đến từ rớt là khá lớn trong tình huống vừa rồi một cú đánh thỏ tốc biên né, sẽ thành công đến từ rớt và chiều cuối lần hai giúp cho rớt sẽ có solo kill cánh trên chắc chắn là thắng rồi Bùng tốc hành quy Diệt tiếp tục là không thành công đến từ Dari và tâm nhìn có trong bụi rớt có solo kill Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel Hoàng Sama Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu với một giáo án rất là hấp dẫn Tại thạch đấu Hàn với cùng lục độ của Zeus Và Dari King ở bên phía bên kia nhé. Một con cham khá là nổi tiếng với con Darius này Và để xem là tướng tủ của Dari King đối đầu với lại gu công của Zeus Thì cái cách xử lý đi đường đến từ hai tay chơi này sẽ như thế nào nhá Một con gu công quay trở lại đường trên lâu lắm rồi mới thấy gu công tốt thực ra thì những kèo đấu này chúng ta thấy nhiều hơn ở máy chủ siêu cấp nhầm như là mình như mình đã đề cập ở trong một vài cái clip gần đây thì dạo này thấy ranh hàn đánh tướng cảm giác khá là rộng Hạ, có những kèo đấu như thế này này thiên rất là nhiều về cái kỹ năng đi đường u công đánh với đi rồi bung tốc hạch luôn đến từ darius với bốn stack năm stack luôn rồi bên này đẩy lại thương đến từ vị trí của rớt rớt cộng cái cất đổ vân ở cấp 1 trong khi đó thì đi cộng quy và đó là một cú tốc biến quy gì à với 5 stack và máu mất đi của rớt là rất nhiều Và pha tốc biến quý dìa vừa rồi còn giúp cho Dari King hồi phục nữa Máu trinh đến từ hai bên là quá nhiều rớt đang còn tới Còn có khoảng 20 máu thôi và một quê lính đẩy vào rớt có hit kinh nghiệm được hai con này lên hai không đây một con này con thứ hai không được hit kinh nghiệm rồi Dari King vâng tình huống đứng cao và đó là pha bắt Equizier solo kill với chiến công đầu dành cho Dari King Mặc dù rớt đã cầm thiêu đốt rồi nhưng uh, Dari King tận dụng quá tốt tốc hành và tốc biến để có được cho mình solo kill mới chỉ cấp 2 một quân lính đẩy ngược trở lại hướng trụ của Dari King vừa rồi làm tình huống hạt hoa soi sáng và Lee Sin lộ hình rồi cánh trên đang thực sự rất nóng ở thời điểm hiện tại khi mà đôi bên đều biết điều kiện thắng của mình với con Google và con Darius này bên kia Master Yi đuổi Lee Sin đẩy rớt uh, để cho rớt đẩy một quay vào sát trụ Ít nhất là sẽ reset cái wave này tránh việc Darius hưng động ở lại hít trong trụ với Darius thì, thì chung cũng sẽ không gặp quá nhiều vấn đề đến từ Darius King đâu Trong rừng lại có đánh nhau sóng âm vô ảnh cước không Quyết định là di chuyển đến từ rớt khi anh ta đẩy một quay rất lớn vào trụ Darius King Rồi thì cũng W qua tường Áp sát với cân đổ vân Bên này thì uh, từ khi alpha hai người quét tan kế rất tốt đến từ Sinra và mạng dành cho gì Darius King tớ rồi đánh tay W làm chậm thành công rớt sóng âm vô ảnh cương địa chân dư chân rớt tốc biến bộ chạy với một chấm máu của cú Double kill dành cho vị trí của cú công nhưng năm stack và rớt nằm lại một pha bổ lính cánh trên để Dari King di chuyển cùng với rớt luôn ạ tiếp tục là đánh thọt 3 giây hồi quy gì à son làm chậm ép tốc biến của Sinra và giúp lui thôi tiếp tục là một mạng nữa dành cho Darius này và kéo đấu cánh trên càng ngày càng khó cho rớt rồi một kéo không hề dễ dàng dành cho rớt nha Tại vì bất lợi của anh ta ở early game Nhưng đang farm tốt hơn Rớt đang vẫn đang là người farm tốt hơn nha Mặc dù là bị solo kill mạng đầu tiên mất rất nhiều lính và thua cả cấp độ nữa Nhưng bây giờ là cấp 6 đánh cấp 5 này Rớt đang trên một cấp có chiêu cuối và thiêu đốt Lát hít hơi fail đến từ rớt Ở hai con vừa rồi nhưng vẫn đang hơn rất rất nhiều lính luôn Nhi khép góc rồi Darius đang bị di chặt Tình huống bắt kích hoạt 5 stack với tình huống W đánh thọt nhưng đó là cú tốc biến quy gì à Ui nằm stack đốt thì tí thì đi ạ à. Rồi rớt dìu con Master Yi về thôi Nhưng ít nhất là Dari King sẽ mất lính ở trong tình huống này Bung chẳng chiêu cuối luôn đến từ rớt Sóng âm ngâm, ngâm chúng đến từ Lee Sin Bên này thì Yi có một pha thiền để hồi phục ngược trở lại rớt vào đai trụ à rất hồ báo đến từ rớt trong pha vừa rồi nhá Như anh ta đã mất hết chiều cuối rồi Và sóng ngâm lại chúng đến từ Lee Sin Vô ảnh cước cú bắt giữ thành công Và mạng dành cho Lee Sin Tình huống chơi tiếp tục là hơi dại đến từ rớt khi mà anh ta quyết định là đại trụ Khi mà máu của Yi đã quá thấp rồi à. Bây giờ W chưa hồi lại và rớt đang bị Dari King đứng trên lính luôn ạ à. Rất hổ báo một con uh, Darius khả năng cao sẽ là giáo thiên ly ở đầu đầu và nâng cấp giày hai từ rất là sớm còn với rớt thì sẽ khả năng cao là sẽ đọc bỏ ngỏ cái tia mát này lại và hướng lên cho mình một cái tam hợp vẫn đang là những cái gì chiếm bụi rất là khó chịu đến từ Darius King nha à. rớt đã hồi lại chiều cuối nào cầu thủ vân lao vào bật thẳng chiều cuối nhả bóng ra cứ có w là chơi hít thôi thêm một cú thiết bảng ngàn cân nữa và sát thương đến từ rớt là khá lớn trong tình huống vừa rồi một cú đánh thọ tốc biên đẹp. quy gia thành công đến từ rớt và trước cuối lần hai giúp cho rớt sẽ có solo kill cánh trên chắc chắn là thắng rồi bung tốc hành quy tiếp tục là không thành công đến từ dari và tâm nhìn có trong bụi rớt có solo kiểu tình huống chơi hít rất mắc bình đến từ Google của rớt À, như đã nói thì kèo này cần phải có cái chiến binh tinh quái Cái W của Wu để có khả năng trao đổi chiêu thức tốt hơn Với một trận tướng mạnh ở khả năng ngôn như kiểu là Darius Vừa rồi thì Darius King không thể dùng được chiêu cuối Khi mà anh ta không có bất cứ một cú quy diệt nào cả Và 5 stack thì cũng không được kích hoạt nữa Mạng solo kill dành cho Google của Z ở khu vực đứng trên Mặc dù là anh ta nằm xuống 3 lần ở đầu game Tiếp tục là lao lên cháy hit cơ đổ vân rút lui về lính Tiếp tục là nhả bóng ra Có W chế hít thôi kèo này thì cứ chuẩn xe khoa là Dari King vẫn đang chịu những cái sự thua thiệt nha Nhưng đây là ba người thập diện mai phục à <laughs> Rớt chuẩn bị bị rơi vào thế thập diện mai phục rồi Mau cài tốc biến ma thuật chói quy Và sau đó là Lee Sin di chuyển ra Với bồi thêm một cú sóng âm nữa không thành công Vẫn tung ba người Nhưng 30 người phát này thì rớt vẫn nằm thôi Không có cách nào để rớt thoát cả Cố gắng kéo Dari King theo nhưng không thành công với cú thiêu đốt Hắc am soi dọi lấy được cái tốc biến nữa rồi Mặc dù nằm xuống nhưng rớt câu được Một chiêu cuối mau cai Một cái thiêu đốt Và cảm thêm một cái tốc biến đến, đưa đến từ Dairy King Thường đang đánh nhau ở cánh trên Xin ra tốc biến bỏ chạy Rớt thì vẫn đang lấy trụ Câu giờ càng lâu càng tốt để rớt đẩy thôi Yi có được điểm hạng hùng thứ bảy với một con Yi godline nhá Yi đang rất xanh ở ván đấu này Xin ra một chấm máu không nằm bên này thì Fiddlestick hút máu hạ gục thành công Jerry dùng cổng công nghệ rút lui hai người không chết ai cả và có hai mạng cánh dưới thì rớt đang áp sát thẳng thẳng thêm trụ ba và đang kinh bắt buộc phải về để phòng ngự con cung công có thủy kiếm mà cái tốc độ lấy công trình của nó là rất nhanh với những cái cú quy vào trụ một cú vòng sau đến từ rớt với mục tiêu là Orion Son Son hạ sát thành công vị trí của Fiddle Stick rồi nhưng dính ràng buộc bị giữ chân lại và rớt chuẩn bị W qua tường nào W qua tường và sau đó sẽ làm tình huống cân đầu vân nhưng rớt hình như là chưa hồi lại W rồi hai giây hồi lại W và con số nó chạy được thì nó hồi lại cho mình cái uh, thực long cảnh giới rớt lao thẳng vào thiêu đốt báo cai đi không báo cai một chấm máu bao cai lên bạc đếm số nhưng rớt cũng đi theo rồi lần chết thứ năm đến từ rớt trước đó thì anh ta hồi lại cho mình uh cái W để áp sát Nhưng hơi tiếc cho rớt nha cái pha trước mà hồi lại W là nhiều khi con Sena nó sống luôn rồi <laughs> Jerry Aurian son không thở nổi luôn ạ cả tầm này là solo với Darius thì nhiều khi là bắt e hụt là Dari King đi tiếp tục là một quay đẩy cánh trên nữa vẫn đang làm rất là tốt nhá một cái cách tận dụng khoảng thời gian trống để farm những cái bãi quái vật rừng vẫn đang rất là hiệu quả dành cho đường chơi của T1 so với Darius của Dari King Bên này Yi lại có thêm một mạng nữa rồi, xác thứ 8 dành cho Master Yi. Con Yi đang quá xanh rồi. Quá xanh và vượt ngưỡng cho phép ở thời điểm hiện tại. Rớt có một pha đánh phong ra khu vực đứng giữa sau khi đẩy một quê lính ở cánh trên và đang có mục tiêu rất nhiều mục tiêu lùi về. Orion Son bất W rồi và cú công của rất tốc biến hất tung ba người và tiếp tục sẽ làm buồn sát thương đầu ra đến từ Yi với cú double kill. Rớt xuống núi với một tình huống đẩy ở cánh trên và anh ta cùng với đồng đội có được cho mình 3 điểm hạ gục ăn thành công trụ 2 đường giữa nữa và đây sẽ tiếp tục là thêm trụ 3. tốc độ lấy công trình là rất nhanh thậm chí là rất đánh trụ luôn chứ không hết lính rồi Ui, còn gì chặt đầu quá anh em ơi đỡ sao đây ép ép chứ còn cái gì nữa chiến thắng dành cho rớt mặc dù là anh ta có một cái ván đấu mà khu công không thực sự quá xanh nhưng vẫn làm tốt với kèo đấu cùng chất tướng darius của darius king bên phía bên, bên kia